nay lớn phết nhỉ. Ôi, cháu còn 62 tuổi rồi. Thế bao giờ lấy vợ cháu? Trường năm nay đẹp trai thế nhỉ? Ừ. Bác quá khen. Thế có người yêu chưa? Thế mày bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 22 tuổi tới nơi rồi. 22 tuổi mà chưa có người yêu. Ui. Hai anh em chăm chỉ thế nhỉ? Ui, Tết đến phải giúp đỡ bố mẹ chứ. Nhìn thằng Vũ thế kia ấy, tương lai thế nào cũng đẹp trai hơn anh Trường đấy. Thế nhà trang hoàng để chuẩn bị đón Tết để cháu. Chứ còn gì nữa bác. Thế cháu có biết gói bánh chưng không? Trường năm nay vẫn đi học hả cháu? Vâng, cháu vẫn đang đi học đại học. Thế bao giờ tốt nghiệp?